Ok, là tôi xin chào tất cả các em cần thủ đam mê câu cá từ mọi miền tổ quốc. Hôm nay tôi lên cho anh em một clip gồm 11 cái cần câu. 11 cái cần câu này chất liệu làm bằng thép nha anh em. Giá dao động tầm khoảng 250 đến 500 thôi. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗi hoặc không giống clip em quay thì anh em có thể trả về cho em. Rồi, cảm ơn anh em nha. Để em vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Rồi, đem vô cái thứ nhất cho mọi người. Cây thứ nhất là một cây cần hàng của Nhật Bãi. Cây này thì nhìn nó giống sẽ giống Olympic. Cây này giống sẽ giống cây hàng Olympic. Tại vì bán mấy cây rồi để ý biết. Cây này thì dài 2m7. Đây, cần này được sơn lại nha anh em. Bát là fan Fuji nha. Bát là bát inox. Cần còn ok nha anh em, sử dụng được. Cây này được sơn lại, cán là cán gỗ. Cây này nặng là 400g, cán gỗ khá nặng. Dài 2m7, đọt 3D1, đọt cứng 80. Cây này bán 250k nha anh em. Đọt này tầm 80 nha. Đây, tầm 80, 50. Khá ok. Cây này thì anh em nào đánh cha, đánh chép, đánh cá chim. Hiện tại đang vô mùa cá chim ở trong năm đó, lấy cầu cây này ok, cầu bao hư luôn á. Ok, xong nha anh em. Cây thứ nhất giá 250k, 2m7 đó, lấy cầu trà là bao ok luôn. Nó phen nó đây, nói chung là tất cả đều ok hết, không nứt bể hư hỏng gì hết đó. Tiếp theo sẽ là cây số 2. Cây số 2 vẫn là một cây cần được sơn lại. Cây này với cây đó nó đi chung một chủ. Đây, nó fan vẫn là fan Fuji. Fan bu bọng gì tất cả ok hết. Hàng không lỗi nha anh em. Hàng lỗi hư bể thì em sẽ nói. Bát vẫn là bát inox. Cán được quấn chỉ. Quấn nhợ. Cây này thì dài 3m, nặng là 350g, đọt ngũ cứng rồi tầm khoảng 50-80, đọt 3D1, giá 250k. Đây, đọt cứng cần đây đó, tầm khoảng 50-80. Anh em đánh tra là thoải mái rồi, đánh tra, đánh chim, đánh chê đó. Anh em đánh câu biển, đánh bao lực thì thôi, bao phê đó. Rồi, giá vẫn 250k nha anh em. Cây số 2, 250k. Tiếp theo là cây số 3. Cây số 3 vẫn là một cây cần Nhật Bãi. Cây này dài 2m1. Nói chung là cây này không có hiệu tên gì hết. Nhưng đảm bảo với anh em 100% là em lấy từ Nhật về, lấy nguyên lô. Đó. Cây này vẫn là bát inox, bát nhôm, còn khá là sáng nha anh em. Cán là cán gỗ. Cây này nặng là 440g, cán gỗ nha anh em. Dài 2m1, độ đọt là 2 ly 5, cứng 50, giá là giá 250k. Đó, cứng 50. Cái này đánh cá bao phê, đánh một cái là ôm nguyên cây cần luôn. Cái này thì đây, những phen trên đây nó bị oxy hóa nha nè. Nói chung thì sử dụng vẫn bình thường, không ảnh hưởng gì hết. Đó, buồn nó đây. Phen này về anh em trà ra là xong. Đánh tầm khoảng 4-5 năm nữa không ảnh hưởng gì, chỉ bị 3 phen đầu thôi, cái phen ở dưới ok hết nha. Rồi, giá công khai 250k, cây số 3. Cây cứng 50 là đánh cá bao phê nha anh em. Nào, bước một cái là công nguyên cây cần đó, bán cần test cho anh em xem gì luôn. Tiếp theo sẽ là cây số 4. Cây số 4 sẽ là cây một cây hàng Olympic, dài 2m1. Cây nội địa Nhật nha anh em. Tem đây.
cây này vẫn là bass, là bass inox. Nói chung là mấy cây này em kiểm tra sơ qua không nứt nẻ bể phen gì hết là ok. Cây này nè nặng 280g, đọt 4 ly, độ cứng tầm 80 đến 120, giá là 300k. Đây 80 đến 120, cứng lắm, cứng nhẵn xuống mà nó không cong luôn á, đọt gơ 4 ly, tất cả các phen đều ok hết nha anh em. Phen ok hết, không nứt nẻ bể gì hết, đảm bảo với anh em. Về kiểm tra mà thấy bể phen hơi sức nẻ về báo em, chặn lại hết. Cây này là phen Fuxi, giá 300k, cây số 4. Rồi, để em hạ xuống chút. Tiếp theo sẽ là cây số 5. Cây số 5 là một cây hàng Ryobi, hàng sản xuất tại Korea, xuất nội địa Nhật nha anh em. Cây này ngoại hình còn khá là ok. Chất liệu là bằng thép nha anh em, thép đỏ. Bát là bát Fuxi, phen là phen Fuxi. Đó. Cần còn khá là mới nha anh em. Đọt là đọt thấp. Đây trên đây nó bị xước xát một tí, đó. Phen Fuxi nó đóng trong đây. Đó. Cần thì ngoại hình khá ok. Cây này dài 2m1, lọc dài 2m4, nặng là 220g, đọt 1 ly 4, cứng là 30 nha anh em, cứng 40 30. Đó, giá là 300k. đây đọt đó, đây đọt cứng 30 40, khá là dịu. Cái này bao cho nó cảm giác nha, đọt công hình chữ C nha anh em. Đây đó, em đè xuống một cái là công rút. Cây này thuộc dạng đến cảm giác rồi, anh em câu trên bè, trên ghe. Còn khá là mới nha anh em. Đọt khá dịu, đọt là đọt sở thị tinh đặc, đọt thấp. Rồi, giá 300k cho cây số 4. Cây số 5 nha anh em, giá 300k cây số 5. Cây số 6. Cây số 6 là một cây cần hàng new cái gì đó, hybrid. Cây này là cây nội địa Nhật nha anh em. Cây này dài 2m4, cứng 50. Cây này thì em sẽ đi lại đầu bu nha anh em, đó. Đầu bu em đi keo AB lại quán chỉ lại, đó. Cần nào làm lại thì nói làm lại thôi. Bát là bát Fuxi, phen là phen hãng. Phen em không thấy đóng chữ Fuxi thì báo là phen hãng thôi. Cây này thì dài 2m4, cứng 50, nặng là 250g, đọt là 3 ly 1, cứng 50, giá 350k. đây cứng 50 nha anh em, nó rất là dịu nha. Cây này thì chiên cho nó đánh cha rồi, đánh cha, đánh chép, đánh trên bè, đánh trên tàu. Đó, bát là bát Fuxi nha. Phen thì em không thấy đóng Fuxi thì em nói không Fuxi thôi, phen hãng, tất cả đều ok hết nha anh em. Ngoại hình cây này khá đẹp, khá sạch luôn á. Em sức lại đẹp. Rồi, giá công khai nha anh em, giá công khai là 350k, cây số 6. Tiếp theo sẽ là cây số 7. Cây số 7 là một hàng Tika. Cây này nội địa Nhật nha anh em. Cây này ngoại hình còn khá là ok anh em. Bách hãng, phen hãng luôn nha.
Cây này dài 2m7, cứng 80, độ cứng rất là đẹp. Tất cả phen đầu bu đều ok hết. Ngoại hình cây này còn khá là sáng. Cây này dài 2m7, cứng 80, nặng 450g, đọt là 3,7 ly nha anh em, giá là 350k. Đây, cứng 80, 2m7, độ cứng rất là chuẩn cho anh em đánh bạo lực nha. Đó, cây đánh bạo lực là bao phê. Đó, đó tổng cộng ngoại hình cây này. Rồi, giá 350k, cây số 7. Tiếp theo là cây số 8. Cây số 8 là một hàng Daiwa, hàng nội địa Nhật. Dài 2m7, đọt là đọt thấp. Sử dụng là phen Fuji. Anh em về kiểm tra mà không phải là phen Fuji thì trả về cho em. Nó đóng đây, đóng chữ ở đây. Đây nè, nó phen là phen Fuji, bát là bát Fuji, hàng đây qua rồi đi Nhật, dài 2m7. Cây này còn ok hết, tất cả phụ kiện cây này là bằng phíp đỏ nha anh em, hàng cắt đây. Cây này thì dài 2m7, nặng 200, nặng 450g, đọt là 2,3 ly, cứng 80, giá là 450k nha anh em, 450k. Cây số 8, 450k, đọt khá ok nha anh em, 2m7, cứng 80, tem nội địa Nhật, khá đẹp. Nói chung ngoại hình cây này khá ok, anh em đánh tra đánh bạo lực thì lấy cái này về đánh bao đánh luôn, hàng đây qua khá chắc, phíp là phíp đỏ. Rồi, ok, cây số 8, 450k. Tiếp theo sẽ là cây số 9. Cây số 9 là một cây hàng Alpha, hàng 2 top. Nói chung là cây này đẹp, ngoại hình khá là sáng. Nên sao ngoại hình cây này cho. Nó sơn ánh kim nha anh em, sơn bạc, bát là bát Fuji, lòng bát là bát hãng, phen là phen hãng luôn nha anh em. Cây này là 3 đọt, 2m7, có độ cứng ra vào tầm khoảng 20, 40 và 60. Nó 3 đọt, độ cứng, 3 độ cứng nha anh em. Cây này thì chiên cho đến cảm giác rồi, khỏi chê. Cây này dài 2m7, nặng 400g, độ cứng là cây này dài 2m7, nặng 270g, độ cứng là 20, 40 và 60. 20 là 1 ly 1, 40 là 2 ly 3, 60 là 2 ly 5. Cây này giá là 400k nha anh em. Đây, test đọt cho anh em xem. Đọt nào cũng công hình chữ C hết. 3 xe đọt. Đọt này bao công luôn, bao diệu luôn đó. Nói chung thì nên cảm giác này, mấy cây này đánh là bao phê. Rồi, cây số 9, giá 400k. Nặng 250g nha anh em, 2m7, 3 đọt. Tiếp theo sẽ là cây số 10. Cây số 10 là một cây hàng đại hoa, dài 2m4. Đại hoa BG, hàng hạng nặng nha anh em, phen là phen Fuji. Cây này còn khá là ok. Cán này, khúc này là mặt bọc nhựa anh em, nhựa cứng mềm.
bát là bát đây qua bát thẳng bát inox. Nói chung là cây này còn khá là sáng, cán là cán gỗ, gỗ dày luôn á. Cây này là 2m4, nặng là 680g. Cây này gồm hai đọt nha anh em, một đọt cứng tầm 70-80, một đọt cứng 40-50. Cây này thì hàng bánh bạo lực rồi, đọt này cứng tầm 80 nha anh em, 80 ăn lên đó. Nó ghi thông số đây là cứng 70-70 ba ly, cứng 40-50 là 2 ly đó. Cái này cán cán gỗ bùng bùng là cầm cái cán nện nhau rồi xong luôn, rất là nặng nha anh em, nặng là phần cán thôi. Em soi ngoại hình cho anh em xem, chắc liệu là phíp đỏ nha anh em. Nói chung cần cũng còn khá đẹp. Đọt là đọt thấp rồi, giá 550k nha anh em, cây số mực 550k, hàng đánh bạo lực. Tiếp theo cây cuối cùng, cây số 11. Cây số 11 là một cây ba đọt 2m7, ba đọt, độ cứng là 40-50, 60-80 và 100-120. Cây này thì là bát Fuji, phiên là phiên Fuji, chất liệu là bằng phíp. Đây là nhãn này, một là của Alpha Suzumi với Shimano thôi. Đó, cây này em không biết hiệu, nhưng em biết sẽ là hàng nội địa Nhật 100% với anh em luôn. Cây này lấy từ Nhật về. Cần khá đẹp nha anh em, phen là phen Fuji, dài 2m7, chuyên dành đánh cha đánh chép, có ba cỡ đọt khác nhau nha, cho anh em tùy chọn. Đây 50-80-120, dài 2m7, cần khá ok nha anh em, phen là phen Fuji, bắt Fuji. Cây này dài 2m7, nặng là 350g, đọt 80 thì 2 ly 4, đọt 50 thì 2 ly 1, đọt 120 thì 2 ly 7, giá là 550k. Đó là tổng cộng 11 cái cần em lên cho anh em clip này. Nếu anh em mừng cái nào có thể liên hệ với em, số điện thoại em sẽ để trên trên trang, số điện thoại em sẽ để góc này, góc phải màn hình của mấy bạn. Rồi, cảm ơn anh em nha.